Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã kết thúc vào hôm 1 tháng 12, do hai bên không đạt được sự nhất trí về việc kéo dài. Dù ngắn ngủi, nhưng thỏa thuận đã giúp 105 con tin, chủ yếu là người Israel, trở về nhà và mang đến tự do cho 240 tù nhân người Palestine. Ngay khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, quân đội Israel đã nối lại các hoạt động quân sự tại dải Gaza. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 3 tháng 12, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói rằng IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của Hamas trên toàn dải Gaza. Điều đó có nghĩa chiến dịch quân sự mà Israel lên kế hoạch đã bắt đầu ở miền nam Gaza, nơi tập trung đông đảo người tị nạn. Thực tế cho thấy, chỉ trong mấy ngày cuối tuần qua, như thông tin của người phát ngôn chính phủ Israel Ayalon Avi, quân đội nước này đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Hamas, bao gồm cả các cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào thành phố Khan Yunis lớn nhất ở Nam Gaza, cũng như hoạt động phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas ở Beit Lahia thuộc Bắc Gaza. Vào chiều 4 tháng 12, quân đội Israel cho biết thêm, họ đã tấn công thêm khoảng 200 mục tiêu của Hamas, bao gồm các trạm quan sát của hải quân, các phương tiện mang tên lửa, súng cối và vũ khí, cũng như cơ sở hạ tầng khác, trong đó có đường hầm. Những cuộc tấn công nhằm vào dải Gaza của Israel diễn ra trong bối cảnh nước này đang chịu áp lực ngày càng tăng từ đồng minh hàng đầu là Mỹ. Phát biểu hôm ngày 2 tháng 12 tại Dubai, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường, trong khi theo đuổi các mục tiêu quân sự ở Gaza. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép việc người dân Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây, việc bao vây Gaza hoặc vẽ lại biên giới ở Gaza. Vì thế, các cuộc tấn công dồn dập đều trên cho thấy Israel dường như đang chạy đua để giáng một đòn chí mạng vào Hamas trước một lệnh ngừng bắn khác. Khả năng này có thể thấy được từ phát biểu hôm 26 tháng 11 của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong chuyến thăm Gaza lần đầu tiên của quan chức này kể từ khi IDF tiến hành chiến dịch trên bộ bắt đầu đúng một tháng trước. Khi đó, ông Gallant nói rằng IDF sẽ không thể dừng chiến dịch và rời bỏ cuộc chiến ở Gaza cho đến khi đưa tất cả con tin trở về. Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ tiến hành dưới làn hỏa lực cùng với bom rơi và sự can dự của các lực lượng chiến đấu. Hiện nay có khoảng 136 con tin vẫn đang bị giam giữ ở dải Gaza. Việc đàm phán thả tự do cho các con tin này sẽ khó khăn hơn bởi trong số họ có một số người là binh sĩ. Nhưng khó khăn hơn cũng có thể có nghĩa là sức ép tạo ra phải mạnh hơn. Vì thế, có thể dự đoán trước khi thỏa thuận ngừng bắn mới có hiệu lực, Israel sẽ tăng cường độ và tần suất tấn công các mục tiêu của Hamas ở dải Gaza, nhất là ở phía nam. Sau vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người trở thành con tin, Israel đã phát động chiến dịch những thanh kiếm sắt để trả đũa. Vào tháng 11, Israel đã chiếm được phần lớn khu vực phía bắc Gaza. Kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ hôm 1 tháng 12, lực lượng Israel đã nhanh chóng tiến sâu vào nửa phía nam của dải Gaza. Theo Liên Hiệp Quốc, Nam Gaza là nơi của hơn 350.000 người trước khi xảy ra xung đột, chưa kể hàng trăm nghìn ở nơi khác sơ tán tới đây trong thời gian Israel tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Bắc. Trong một thông báo trên mạng xã hội X Twitter trước đây, vào hôm 4 tháng 12, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Trung tá Avichai Adrei, đã đăng tải kèm theo một bản đồ với khoảng 1/4 thành phố Khan Yunis được đánh dấu màu vàng là khu vực phải sơ tán ngay lập tức. Ba mũi tên chỉ về phía Nam và phía Tây, yêu cầu mọi người đi về phía bờ biển Địa Trung Hải và hướng tới Rafah, gần biên giới Ai Cập. Giao tranh đã khiến khoảng 80% trong số 2,3 triệu người ở Gaza mất nhà cửa. Từ phía Bắc, họ sơ tán xuống phía Nam và giờ đây lại tiếp tục hành trình vô gia cư. Hình ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy, người dân Gaza đang đi tìm nơi trú ẩn bằng mọi phương tiện. Họ di chuyển bằng xe ô tô, xe bò và thậm chí là đi bộ. Nhưng đích đến của họ liệu có an toàn? Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội Israel đang tiếp tục mở rộng các hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của lực lượng vũ trang Hamas trên toàn dải Gaza. Hamas cho hay các tay súng của lực lượng này đã giao tranh với quân đội Israel ở một khu vực cách thành phố Khan Yunis nằm ở phía nam dải Gaza 2 km. Hãng Reuters dẫn lời một số người dân tại khu vực này cho biết họ có thể nghe thấy xe tăng khai hỏa và lo sợ một cuộc tấn công trên bộ mới của Israel đang diễn ra. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi, xác nhận
quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Gaza. Ông Halevi tuyên bố các hành động của IDF ở phía nam dải Gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả không kém các hành động ở phía bắc. IDF sẽ hoạt động triệt để ở phía bắc dải Gaza và cũng đang làm điều đó ở phía nam dải Gaza. Quân đội Israel trước đó đã yêu cầu người dân ở các khu vực lân cận thành phố Khan Yunis sơ tán, nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tấn công trên bộ ở phía nam. Israel bắt đầu ném bom các mục tiêu ở dải Gaza và thực hiện chiến dịch trên bộ để tiêu diệt Hamas sau khi nhóm này tấn công Israel ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Mỹ đã cảnh báo Israel phải làm nhiều hơn để tránh thương vong cho dân thường khi các hoạt động quân sự chuyển sang phía nam Gaza. Tại đây, có nhiều người Gaza đang tìm nơi ẩn náu sau khi chạy khỏi miền Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, các quan chức Israel cho biết quân đội nước này đang sử dụng phần mềm lập bản đồ công nghệ cao để theo dõi hoạt động di chuyển của người dân bên trong dải Gaza và ban hành lệnh sơ tán. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc OCHA mới đây cho biết các đội quân cứu trợ chỉ hoạt động rất giới hạn ở Gaza. Riêng hàng viện trợ vào phía bắc Gaza hiện bị phong tỏa hoàn toàn. OCHA cũng cho biết có ít nhất 316 người ở Gaza thiệt mạng trong khoảng thời gian từ chiều 2 tháng 12 đến chiều 3 tháng 12. Trong bối cảnh giao tranh tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hiệu lực hồi đầu tháng này, Israel đã mở các cuộc tấn công lớn từ trên không, trên bộ và trên biển. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, xác nhận người dân thành phố ở Rafah, Nam Gaza buộc phải chạy nạn do các đợt công kích từ Israel. Người đứng đầu UNRWA tại dải Gaza cho biết, cơ quan này chưa biết hỗ trợ ra sao những người dân đang khẩn cầu được hướng dẫn tìm nơi an toàn. Hiện có khoảng 1,8 triệu người sống ở Gaza sau khi quân đội Israel công bố lệnh yêu cầu cư dân rời khỏi phía bắc dải Gaza hồi giữa tháng 10. Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 4 tháng 12 cho biết, quân đội Israel đã yêu cầu cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc này dọn sạch vật tư tại một kho hàng viện trợ ở miền nam Gaza để đề phòng nguy cơ các cuộc tấn công trên bộ sẽ ảnh hưởng tới địa điểm này. Tuyên bố đăng trên mạng xã hội X của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nêu rõ, WHO đã nhận được thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel rằng nên chuyển vật tư khỏi kho y tế của WHO ở Nam Gaza trong vòng 24 giờ, do các hoạt động trên bộ sẽ khiến số vật tư đó không thể sử dụng được. Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời kêu gọi Israel rút lại yêu cầu này và thực hiện mọi biện pháp để có thể bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả bệnh viện và cơ sở nhân đạo. Theo WHO, số bệnh viện đang hoạt động ở dải Gaza đã giảm từ con số 36 xuống 18 trong vòng chưa đầy 60 ngày. Trong đó, 3 bệnh viện chỉ cung cấp dịch vụ sơ cứu cơ bản và các bệnh viện khác cung cấp dịch vụ một phần. Tại Nam Gaza, hiện chỉ còn 12 bệnh viện đang hoạt động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!